Muốn xây kênh video bất động sản thành công nhất định bạn phải biết điều này. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Đăng Dương. Trong video này, Dương cập nhật với các bạn về KH160. KH có nghĩa là kế hoạch, 160 là 160 video. Thế thì KH160 là một kế hoạch mà Dương đang sản xuất. Chính xác nó là một khóa học, nhưng mà đây là một khóa học chuyên hướng dẫn mọi người về cách xây kênh bất động sản. Thực tế là Dương đang có một khóa học mang tên là xây kênh bất động sản rồi. Và hiện tại thì đang có 125 anh chị tham gia trong cộng đồng xây kênh. Một cộng đồng mà Dương nghĩ rằng nếu như mà ở Việt Nam trong lĩnh vực marketing và bán hàng bất động sản ấy thì khó mà có cộng đồng nào mà lớn như thế này. Và mục tiêu của Dương là sẽ tiếp tục xây dựng cộng đồng và lên 1.000 anh chị em. Và để làm được điều này thì Dương đã tạo ra một cái phiên bản mới hơn của khóa học xây kênh. Và Dương đặt tên nó là KH160. Thế thì KH160 ấy là Dương sẽ có đâu đấy khoảng chừng 15 chương. Và ở trong 15 chương này thì Dương sẽ nói về những gì? Dương sẽ nói về những yếu tố mà có thể giúp cho anh chị em chúng ta xây dựng được một hệ thống kênh bất động sản thành công. Và đã có 4 video Dương chia sẻ về KH160 rồi. Thì trong video này ấy là Dương sẽ nói về những bài tiếp theo mà bạn có thể nhận được ở trong KH160. Thì mình cứ tưởng tượng là khi mà mình đi xây kênh video bất động sản ấy, giống như việc là mình đang tạo ra một cái kênh truyền thông cho riêng mình. Bạn biết VTV1 không? Bạn biết VTV3 không? Thì trên những cái kênh đó thì có chiếu những bộ phim. Và khi mà chúng ta xem những bộ phim đấy thì chúng ta thấy rất là thích, thấy rất là hay, đúng không? Hoặc là bạn có đi xem rạp bao giờ không? Xem những bộ phim bom tấn không? Thì đó chính là những cái dạng video. Thế nhưng mà để những cái video giống như là những cái phim chiếu rạp để thành công ấy thì nó có những yếu tố gì? Có 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải có nhân vật thu hút. Thì trong một bộ phim, nhân vật thu hút là diễn viên, còn trong một video ấy, nhân vật thu hút chính là người xuất hiện ở trong video. Yếu tố thứ hai là nội dung, tức là kịch bản này, rồi là những cái tình tiết ở trong phim. Còn chúng ta làm video thì đương nhiên là những cái kịch bản, những cái tình tiết trong video. Yếu tố thứ ba là khán giả. Thực ra khán giả phải xếp trên nội dung, bởi vì khán giả sẽ quyết định cái nội dung mà chúng ta tạo ra. Thực chất của việc khán giả đấy là chính là những khách hàng tiềm năng. Không phải là chúng ta làm ra một cái bộ phim hoặc là chúng ta làm ra một cái video trong lĩnh vực bất động sản cho tất cả mọi người xem, mà chúng ta phải hình dung rõ ràng về khách hàng của chúng ta là ai, vấn đề của họ là gì, họ mong muốn điều gì, và chúng ta giải quyết những cái mong muốn của họ như thế nào thông qua sản phẩm của chúng ta. Thì đó chính là các nội dung mà chúng ta cần tạo ra. Và chúng ta biến các nội dung đấy nó giống thành những cái tập phim, thành những cái bộ phim mà gửi đến nhóm khán giả này. Và khi nhóm khán giả này họ xem chúng ta đủ lâu rồi ấy, thì chắc chắn rằng họ sẽ trở thành khách hàng của chúng ta trong một ngày không xa. Và yếu tố thứ tư để một kênh thành công đó chính là nền tảng. Một là nhân vật thu hút nhé. Hai là khán giả nhé. Ba là nội dung nhé. Và bốn là nền tảng. Nền tảng ở đây có thể được hiểu là những cái kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok là những nơi mà chúng ta phân phối nội dung. Còn với một bộ phim ấy thì nền tảng chính là các hệ thống rạp. Thì đó là bốn cái yếu tố chính để mà bạn có thể thành công khi mà xây kênh bất động sản. Tất nhiên là để đạt được cái sự thành công trong bốn cái yếu tố này thì nó còn rất nhiều những cái bài học nhỏ, những cái chương nhỏ khác nữa, thì Dương sẽ chỉ cho bạn chi tiết ở trong xây kênh bất động sản phiên bản số 02, bao gồm có 15 chương học khác nhau. Và video này thì Dương muốn cập nhật cho những anh chị nào mà chúng ta đang follow, chúng ta đang theo dõi Dương và đang chờ đón khóa học xây kênh bất động sản phiên bản số 2. Được biết rằng là hiện tại thì Dương đã đi được gọi là 1/3 hành trình rồi. Khoảng chừng hơn 30 video đã được sản xuất, và đến 100 video là khóa học này sẽ được launching. Dự kiến là vào ngày 2 tháng 9 năm 2024 là khóa học này sẽ chính thức được launching, và có rất là nhiều những cái điều bất ngờ, cụ thể là những cái ưu đãi đặc biệt. Và nếu như mà bạn nào mà chúng ta quan tâm đến khóa học này thì các bạn có thể liên hệ trước, liên hệ sớm với Dương để nhận được những cái ưu đãi đặc biệt. Giống như kiểu là anh em mình đi mua đất ấy, thì bây giờ mà mình mua từ lúc mà đất nó còn kiểu như là đang trong cái quá trình hình thành, dự án đang triển khai, thì rõ ràng là chúng ta sẽ mua được cái giá rẻ, đúng không? Nhưng mà nó không rủi ro như mua đất. Mua đất thì đôi khi là nó còn phụ thuộc vào thị trường, rồi nó còn phụ thuộc vào pháp lý, ra nhanh hay ra chậm. Còn đây là một cái chương trình dùng để phát triển bản thân, dùng để bạn phục vụ cho mục đích kinh doanh của bạn, nên là bạn càng có nó càng sớm thì càng tốt.
Với những anh chị em mà đã tham gia cộng đồng xây kênh bất động sản thì sẽ được nâng cấp tự động lên trên phiên bản mới và không mất thêm bất cứ chi phí nào. Nhưng mà với những anh em mà chúng ta chưa từng học lớp xây kênh của Đăng Dương ấy, thì chúng ta có thể chờ đến mùng 2 tháng 9 để chúng ta nhận được cái ưu đãi. Tuy nhiên ấy, lời khuyên của Dương, nếu mà bạn nào mà còn đang đã có khả năng tham gia cộng đồng xây kênh rồi ấy, mà còn đang lăn tăn ấy, thì lời khuyên của Dương ấy, là mình tham gia luôn bây giờ. Vì khi mình tham gia bây giờ thì mình được học những cái nội dung mà Dương vẫn đang đào tạo, vẫn đang zoom, vẫn đang coach, vẫn đang hướng dẫn anh em hàng ngày, hàng tuần trong các nhóm kín và trong các nhóm chung. Nên là mình đằng nào mình cũng mua, đằng nào mình cũng đầu tư cho sự nghiệp của mình thì mình mua càng sớm. Thì đương nhiên là mình sẽ tạo ra cái kết quả càng sớm, được hỗ trợ càng sớm. Còn nếu như mình chờ thì càng chờ thì chương trình này nó sẽ càng tăng giá. Bản chất là nếu mà nói đúng ra là không phải nó tăng giá mà nó trở về cái giá cũ. Giá của chương trình này nó là 18.950.000. Nhưng mà nếu như anh em đến sớm ấy, thì anh em có được những cái giá hấp dẫn, nó nói chung là rất là hấp dẫn. Thì các bạn cứ kết nối với Dương nhé, hoặc là Dương hoặc là các bạn trợ lý sẽ tư vấn cho các bạn. Và như vậy Dương xin kết thúc video ở đây. Trong video này thì Dương chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng là kế hoạch KH160 là đã sắp hoàn thành rồi, và dự kiến là mùng 2 tháng 9 chương trình này sẽ ra mắt chính thức. Mục tiêu của Dương là sẽ xây dựng 1.000 anh chị em trong cộng đồng xây kênh bất động sản, cùng một mục tiêu là sử dụng video để marketing, để bán hàng bất động sản và đạt được những cái mục tiêu về tài chính cũng như là những cái mục tiêu mà mỗi anh em đều tự đề ra. Thôi, hẹn các bạn ở trong các video tiếp theo nhé.